em đừng có lôi vợ tao ấy trên mạng, không bao giờ lên mạng đâu. Vợ tao có nguyên con đấy, cả đời không mơ ước đứng gần được vợ anh đâu em ạ. Em đừng có trêu vợ anh, vợ anh thì anh như nào thì nó là như thế, trên mạng chồng nó như thế nào, chồng nó xã hội có nghĩ chồng như nào chẳng nữa, không quan tâm. Tao cứ yêu vợ tao, cứ chăm sóc vợ tao đàng hoàng tử tế đấy, cuộc sống vợ chồng tao cứ đàng hoàng tử tế, cứ đầy đủ đấy, không phải suy nghĩ gì nhiều là ok, được chưa? Ngày mới yêu tao còn nhớ tao nói một vợ tao một câu như này: anh ngoài xã hội trên mạng nhiều ghét anh lắm đấy, yêu anh liệu có bị em sợ bị ảnh hưởng không? Không. Thế là từ ngày là nó chốt luôn, yêu luôn. Cái này vợ chỉ bỏ mẹ biết cách sử dụng đấy, không là không biết sử dụng đâu. À đâu tôi xem nào, không phải là đâu, bỏ bên lăng ở đâu, không gấu hay không ấy, gấu hay không, mày bè Thanh Hóa, mày bè Sầm Sơn, tao không phải là gấu nhưng tao sống được các anh gấu người ta tôn trọng, được các anh gấu người ta quý, thì là tao là bố của gấu, được chưa? Tao ngon, những người có địa vị, người ta có tiếng tăm. Tao còn nhớ này, ở trong trại chú Tuấn Thần Đèn, chú còn tặng tao dầu gội sữa rửa mặt, chú quý tao, chú tặng tao để tao mang về bồn tao dùng đấy, được chưa? Ok nha.